Em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên dụng cụ y tế nha các anh chị. Thì hôm nay có mấy anh chị hỏi em dụng cụ y tế, hôm nay về được ít á. Các anh chị nào chốt thì nhắn tin giúp em nha. Tại vì cái này á, các anh chị mình chốt trên 150-200 thì em mới đi đơn nha các anh chị. Tại vì nó mỗi món nó có vài chục nghìn hà, nên em không có đi đơn ít nha các anh chị. Các anh chị nào chốt thì các anh chị mình lựa cho đủ 200 rồi 200 hay 180 200 mấy gì cũng được nha các anh chị. Để em đi một đơn nha, chứ còn các anh chị mua 1-2 cây lẻ tẻ em không có đi được nha các anh chị. Ít quá nên em không có đi được, tiền phí ship người ta họ ăn hết. Rồi thì em sẽ vô luôn nha các anh chị. Em vô cái mã số 1 luôn. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản thì em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển nha. Rồi em lên cái mã số 1 luôn nha các anh chị. Mã số 1 thì em có cái gáp này nha các anh chị. Thì tất cả các anh chị nào mình xài bên y tế cũng được, mà các anh chị nào có xưởng có đồ á thì các anh chị mình bỏ vô xưởng xài cũng được nha các anh chị. Không nhất thiết gì phải làm y tế. Gáp sau bonsai này, gáp đồ, nói chung là các anh chị muốn gáp gì gáp thôi chứ không nhất thiết vậy. Gáp bonsai, gáp trong mấy cái phòng, mấy cái xưởng đồ để các anh chị mình gáp đồ đồ cũng được nha. Thì cái cây này á, là cái hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Nó có thép không rỉ như vậy. Thì em cũng có mười mấy cây nha, mười mấy cây mã số 1 đây thì em lấy luôn cái mã đây. Giống nhau nha các anh chị. Có cây thì nó có cái này, có cây thì nó có cái gáp gáp răng, có 1-2 cây lộn lộn thôi nha. Đây. Rồi. Thì cái cây này á, là chiều dài của nó là 23 nha các anh chị, chiều dài 23. Rồi cho các anh chị mình gáp sau, gáp bonsai hay là làm bonsai hay là mấy cái cây mà để các anh chị mình tỉa những cái lá già rồi bonsai mini á. Rồi các anh chị mình làm trong xưởng đồ cũng được nha. Rồi mã số 1 nha các anh chị, 50.000 một cây nha các anh chị. Cái gáp này là 50.000 một cây, chiều dài của nó là 23 nha các anh chị. Chiều dài 23. Rồi mã số 1 50. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 cũng gấp nè, cũng cái nhíp nha các anh chị, cái nhíp cái gấp nè. Đó. Thì mã số 2 là 30.000 nha các anh chị. Thì cây này chiều dài của nó 18 nha các anh chị. Chiều dài của nó 18 này. Đó các anh chị mình gấp cái gì mình gấp nha. Còn đẹp lắm nha các anh chị. Nói chung là cái lô kéo này rất là đẹp luôn. Thép đồ ngon lành luôn nha. Thép đồ trắng sáng đẹp lắm. Rồi mã số 2 nha các anh chị, 30.000 một cây. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 thì cái này nhỏ hơn một chút nha các anh chị. Cái này nhỏ hơn chút mà nhíp loại này nó dài lắm. Chứ nó không có mỏng. Thì mã số 3 là 20.000 một cây nha các anh chị. Mã số 3 này. Rồi thì cái cây này á, chiều dài của nó là 13 nha các anh chị, chiều dài của nó 13. Đó, mã số 3 20.000 một cây thì em cũng có cỡ 10 cây 11 cây gì. Mỗi thứ ít nha các anh chị. Mã số 3 20.000 một cây. Tiếp theo là mã số 4 là một cái banh này nha các anh chị. Banh này thì nó giống nhau luôn, bằng nhau. Đây mã số 4 này. Cái banh này. Thì cái banh này nó đã nó có cái chữ đó, thép mà các anh chị mình nhìn thấy đẹp lắm luôn. Rồi cái banh này là 35.000 một cây nha các anh chị. 35.000 một cây, em biết cái 350. bán mấy trăm quen. 35.000 một cây nha các anh chị. Đó thì cái cây banh này nè, hình thức của nó này đẹp lắm luôn nha các anh chị nè. Mình chốt này. Trắng sáng đẹp lắm luôn, không có bị rỉ sét rồi gì đâu nha các anh chị. Nè, mài rồi còn đẹp hết nè. Em không vệ sinh luôn, sạch sẽ lắm. Rồi cái cây này là chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài của nó là 20. Rồi mã số 4 nha các anh chị, 35.000 một cây. Cho cái banh dài này luôn, chiều dài là dài lắm các anh chị, mình gáp được đồ trong sau rồi luôn nha các anh chị. Đây do nó dính cái băng keo chỗ này để em bưng không ra. Đó. Rồi mã số 4 nha các anh chị. 35.000 một cây. Tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Mã số 5 thì có cái kéo này.
cũng cái banh nè các anh chị, cái banh nè. Đó. Đó. Đẹp luôn nha. Cái banh này thì mã số 5 nha các anh chị, cũng 35.000 một cây luôn. Chiều dài của nó là 22 nha các anh chị, chiều dài 22. Đẹp lắm. Mã số 5 35.000 một cây. Tiếp theo là mã số 6 nha các anh chị. Cũng cái banh nhưng mà loại nhỏ hơn nha. Loại nhỏ hơn nè. Đó. Rồi, cái banh này loại nhỏ hơn thì cây này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, chiều dài của nó 18. Banh này cong nha các anh chị, cong này. Rồi mã số 6 225.000 nha các anh chị. Viết tầm bậy vậy ta. 25.000 một cây nha các anh chị, 25.000 một cây. Rồi. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 thì em có ba cái kéo này nha các anh chị. Ba cái kéo này để các anh chị mình cắt cái gì mình cắt mà nó lại có cái mũi nhọn như vậy nha các anh chị. Đó, cái kéo nó có mũi nhọn như vậy này. Đó. Cắt bén lắm nha. Thì ba cây này mới tinh luôn. Ba cây này là chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Rồi mã số 7 50 nha. 50.000 một cây, em có 3 cây. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là cái kéo này nha các anh chị, cái kéo này. Đó, đẹp lắm, kéo bén nha, 1 cây, 2 cây. Đó. Rồi cái cây này thì mỏ cong nha các anh chị, cây này mỏ cong này. Đó. Các anh chị mua mấy kéo này về tỉa dăm cũng được nha. Bén lắm. Rồi thì cái cây này là mã số 8 nha các anh chị, 40.000 một cây. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là 20.000 nha các anh chị, 20.000 một cây. Đây. Mã số 9 20.000 một cây, chiều dài của nó em đo hử. Chiều dài của nó 15 nha các anh chị, mấy cây này cũng 15 14 này. Mã số 9 em có 2 cây, 20.000 một cây. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị. Mã số 10 là một cái cây kéo tỉa. Tỉa tóc, tỉa ông chó gì đây em cũng không biết nữa. Cây này thì đây nó có cái mọc chữ như vậy. Cát bắn bén lắm nha các anh chị. Đó, lưỡi nè. Cây này mới đẹp lắm luôn. Cây này giá mới nó đắt nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, chiều dài 18. Rồi cây này mã số 10 150 nha các anh chị. Mã số 10 150 cho các cái tóc được này, các tỉa đồ được nha các anh chị, tỉa tóc, tỉa lông, tỉa không. Rồi mã số 10 150 nha các anh chị, cây này đẹp nè. Rồi tiếp theo là mã 11 nha các anh chị. Mã 11 thì em có cũng nhiều nha. Mã 11 cũng có hai mấy ba chục cây gì á. Thì em bán cái combo này nha các anh chị. Mã 11 là 20.000 ba cây như vậy nha các anh chị. Đó. Mã 11 là 20.000 ba cây. Em đo cho các anh chị mình luôn nha. Chiều dài của nó là 11 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 11 sen. Các anh chị mình tỉa đồ rồi được này. Rồi mã 11 là 20.000 ba cây. Em có cũng 2 30 cây gì á. Có con nắm nè. Rồi tiếp theo là mã 12. Mã 12 là một cái banh này nha các anh chị. Cái banh này nhỏ nha, ngắn. Cái banh này ngắn là chiều dài của nó là 14 nha các anh chị, chiều dài của nó 14. Tại vì hôm nay mấy anh chị nào hỏi cái y tế đó, đó cái banh này. Trời có 4 cây à. Rồi mã 12 20.000 một cây nha các anh chị. Đẹp lắm, thép này đẹp lắm luôn nha các anh chị. Đây là mã 10. Mã 12 20.000 một cây. Mã 13. Mã 13 là 35.000 một cây nha các anh chị, cũng cái banh luôn này. Đây cái banh này. Đây. Banh gấp. Rồi, cái banh này cũng có một ít này. Các anh chị nào lấy số lượng thì các anh chị mình nhắn em nha. Cái này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, thì số lượng em cũng có trong này thôi chứ em hết rồi nha. Đó. Rồi mã 13 35.000 một cây nha các anh chị. Mã 13 35.000 một cây. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 thì cái cây này, thì cái đống này nó đó, cái đống này nó như vậy. Mã 14 là một cái miệng như vậy nha các anh chị. Đó, cái miệng như vậy. Để các chị mình gấp cái gì gấp này. Cái rồi.
Cái này dài lắm nha, các anh chị, mình làm trong kho, trong trong xưởng rồi được này. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Rồi mã 14, 50.000. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 là một cái này để làm gì cũng có cái banh giữ lại luôn nha các anh chị. Đây này, đó. Đây. Y như cái hai cái gáp gì nha. Đó. Gáp dài lắm nha các anh chị. Đó. Ừ. Cái này mã 15 nha các anh chị, mã 15 70.000. Cái này chiều dài của nó là 26 nha các anh chị. Đó, nó có răng như vậy. Mã 15 70.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 nha các anh chị, mã 16 thì nó có cái cây này. Cái này gáp cái gì cũng không biết luôn này, đó, nó gáp như vậy. Rồi. Cái hình thức của nó là em quay như vậy nha các chị. Mã 16 là chiều dài của nó cũng 25 nha các chị. À, cái mũi nhọn như vậy. Cái này là cái banh này mình bung ra nha các chị. Đó. Rồi mã 16 50.000. Tiếp theo là mã 17 nha các chị. Mã 17 thì em có hai cây. Cũng là cái banh là cái y như cái nhíp vậy nha các chị. Này các chị mình nhíp mạnh lắm nha. Đó, các chị mình để vô này đó. Khít thịt như vậy luôn nha các chị. Đó. Nè, các anh chị mình nhíp nè, khít thịt luôn nha. Đó, nó nhíp. À. Rồi. Rồi cái này là mã 17 nha các anh chị, 50.000 một cây nha các anh chị. Em bán là em tính số lượng là một cây nha các anh chị, chớp mấy cây thì các anh chị chớp nha. Chứ không phải là cái mã một mã là bấy nhiêu tiền nha các anh chị. Các anh chị mình lưu ý giúp em nha. Rồi mã 17 50.000 một cây, em có hai cây. Tiếp theo là mã 18. Và mã 18. Mã 18 cũng giống mã 16 à. À mã 18 cũng 50.000 nha các anh chị. Mã 18 này, đó, gáp lại như vậy. Đó. Rồi, chiều dài của nó này dài lắm. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, mã 18 50.000. Tiếp theo là mã 19. Mã 19 thì cũng 50.000 luôn nha các anh chị, cũng cái kẹp luôn. Kẹp giống cái kẹp này nhưng mà cái này là nó ôm ôm lại chút, cái này thẳng thôi. Chiều dài của nó 27 nha các chị, mã 19 50.000. Tiếp theo là mã 19 em có hai cây nha, mỗi cây 50.000, các chị mình kẹp thoải mái luôn. Rồi mã 20 cũng một cái kẹp này nha các chị. Đó, nhưng mà cái kẹp này nó cong nha, cong như vậy. Đó. Đẹp luôn nha các chị, mã 20 50.000. Mã 20 50.000 luôn nha các chị. Nó giống cái này nè. Mã 20 50.000, cái này thì chiều dài của nó có độ cong nha các chị, cong nha. Chiều dài của nó là 23. Mã 20 50.000, tiếp theo là mã 21. Đó, cong như vậy luôn, cũng 50.000 luôn. Chiều dài cũng 27 nha các anh chị. Đó. Rồi mã 21 50.000. Tiếp theo là mã 22. 22 cũng cái miệng của nó như vậy nha các chị. Mã 22 là nó thuộc cái gì? Cái miệng của nó như vậy. Đó các anh chị mình kẹp lại. Đó. Nó cong xuống nha các anh chị. À, cong xuống như vậy. Cái miệng của nó là đây. Rồi để các anh chị mình kẹp như kẹp. Rồi mã 22 50.000. Tiếp theo là mã 23. Mã 23 thì cái độ cong của nó như vậy nha các chị. Đây các chị mình bẻ ra, bẻ hết cỡ ra. Đó. Có răng đồ kẹp không có hả? Ừ. Rồi mã 23 50.000. Cái này thì chiều dài của nó đây. Chiều dài của nó 20 nha các chị. Chiều dài khúc này là 20 rồi nha. Còn nó cong xuống này là không tính nha các chị. Mã 23 50.000. Tiếp theo là mã 24. Đây là cái kẹp vòng như vậy nha các chị, cái vòng như vậy nè. Đó. Mình kẹp lại rồi. Kẹp sát lại là khít thịt luôn. Đó. Rồi thì cái kẹp này là 70.000 nha các chị, mã 24. Chiều dài của nó là 27. Mã 24 là 70.000. Tiếp theo là mã 25.
thì 25 là 40.000 nha các chị. Nó có một cái ca như vậy đó, các anh chị mình kẹp kẹp vô như vậy thôi, không có banh không có gì hết. Rồi mã 25 thì 40.000 một cây nha các anh chị. Đó, cái này em đo chiều dài thử. Chiều dài của nó để hình thức như vậy là 25 nha các anh chị, mình chưa có tính độ cong á. Rồi mã 25 40.000. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là một cái cây này. Cây này hình thức của nó đây nha các anh chị. Đó. Đây. Để mình kẹp vô như vậy thôi. Đó. Rồi. Cái này chiều dài hết cỡ như vậy là 24 nha các chị, chiều dài hết cỡ 24, 50.000. Đó. Ừ, có răng được kẹp chắc là cứng nha. Chắc. Mã 26 50.000. Tiếp theo là mã 27, 20.000 nha các chị. Mã 27 là cái cầu như vậy nè. Đó, nó cầu cái gì em cũng không biết nha các chị, nào mình lấy để mình cầu rễ cũng được nữa. Đó. Rồi mã 27 50.000. À quên 20.000 chứ. Thì chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Mã 27 20.000. Tiếp theo là mã 28. Mã 28 là một cái kẹp này nha các anh chị. Kẹp nó y như cái kìm vậy. Dọn cơm đi con. Đó. Rồi mình bật ra nè. Đó, cái này nó có cái gì? Đó. Bật ra được nha. Rồi. Đẹp luôn. Nó cầm cầm co coi. Rồi mã 28 40.000 nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. 19. Rồi tiếp theo là mã 28 mã 29 nha các anh chị. Mã 29. Cái cây này thì cũng cái dạng banh nha các anh chị đây nè. Đó. Nó như vậy. Cũng có răng có đồ luôn. Rồi cây này thì chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 27. Rồi mã 29 30.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 40. Mã 40 thì cái cây này nó có cái móc méo như vậy nè. Các anh chị nào mình làm gì làm chứ em cũng không có rành nè. Nó móc méo như vậy. Rồi mã 40 30.000 nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 22. Rồi mã 40 30.000. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.